Lạng Sơn, mất trộm vàng bạc trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Sáng 8 tháng 10, chủ tiệm vàng bạc Mai Trung, số 35 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tá hỏa khi phát hiện, trong tủ đựng hàng, mất đi một số lượng lớn trang sức cao cấp các loại. Theo nguồn tin riêng của báo, số trang sức bị mất trộm, trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Cơ quan chức năng nhận định ban đầu, vụ trộm xảy ra đêm mùng 7, rạng sáng mùng ngày 8 tháng 10, năm 2018. Tiếp nhận tin báo từ chủ cơ sở kinh doanh, Công an thành phố Lạng Sơn đã phong tỏa hiện trường và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành điều tra. Lực lượng chức năng của thành phố Lạng Sơn cũng xác nhận vụ việc, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng có việc giết người cướp của liên quan đến tiệm vàng này. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ chân tướng người giúp việc trộm tiền tỷ nhà đại gia Sài Gòn. Người đàn bà có giấy tờ với nhiều cái tên khác nhau. Xin vào giúp việc ở các gia đình đại gia Sài Gòn, sau đó cuốn tài sản rồi biến mất. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thủy, sinh năm 1981, quê huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang, tạm trú phường Tân Đông Hiệp, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương, về hành vi trộm cắp tài sản. Nữ quái này là nghi can gây ra hàng loạt vụ trộm nhắm vào gia đình các đại gia ở Sài Gòn bằng thủ đoạn dùng giấy tờ giả xin làm người giúp việc. Điển hình, giữa tháng 7 năm 2017, Thủy lên mạng tìm mua một giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Thanh Lan, sinh năm 1980, quê Bến Tre, và một sổ hộ khẩu giả có photo công chứng giá 1,5 triệu đồng. Sau đó, Thủy tìm trên một số trang giao vặt biết bà Phạm Thị Hồng Tâm, sinh năm 1978, ngụ đường Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, đang có nhu cầu tìm người giúp việc nhà. Khi Thủy liên lạc phỏng vấn, thì bà Tâm nhận vào làm, bố trí cho ăn ở tại nhà, kể từ ngày 29 tháng 7, năm 2017. Trong 3 ngày giúp việc tại nhà bà Tâm, Thủy quan sát mọi ngóc ngách, sau đó bất ngờ biến mất. Gia đình bà Tâm kiểm tra thì tá hỏa, khi phát hiện két sắt bị đục phá. Lấy đi 700 triệu đồng, 3 lượng vàng, 1.000 USD. Nhận tin báo, công an đã vào cuộc điều tra. Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh, công an phát hiện Thủy là nghi can trộm tài sản, nhưng sau đó đã bỏ trốn. Công an quận 3 ra quyết định khởi tố vụ án, xác định số tài sản mất trộm trên 500 triệu đồng, nên chuyển giao cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền. Công an đã xác định giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu photo mà người giúp việc giao cho gia đình bà Tâm là giả. Công an đã truy tìm, nhưng không có kết quả, nên đến giữa tháng 4 năm 2018, phải đình chỉ điều tra vụ án. Ngay 7 tháng 9 vừa qua, trinh sát phòng cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một người dùng chứng minh nhân dân giả, mang tên Trương Thị Thu Hương. Sinh năm 1979, quê Tiền Giang, để tìm việc làm, có đặc điểm nhân dạng, giống với đối tượng trộm tài sản nhà bà Tâm, nên tiến hành tạm giữ, mời về làm việc. Qua đấu tranh, người đàn bà này khai, tên thật là Lê Thị Thủy như trên, và khai nhận thực hiện vụ đục két sắt, trộm tài sản tại nhà bà Tâm. Từ cơ sở trên, Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định phục hồi điều tra, và tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Thủy. Ngoài ra, Thủy còn khai nhận, trước và sau thời điểm thực hiện vụ trộm nhà bà Tâm, còn gây ra 4 vụ trộm khác, gồm 3 vụ ở Sài Gòn, và 1 vụ ở Bình Dương. Thủ đoạn tương tự, Thủy dùng giấy tờ giả xin làm người giúp việc, và tận dụng thời cơ, để trộm tài sản rồi biến mất. Rơi nước mắt với gia cảnh, nam sinh bị trường sĩ quan thông tin trả về. Một ngôi nhà sàn đơn sơ, tuyên toàn, giữa núi rừng biên giới Việt-Lào. Đã nói lên hoàn cảnh, đặc biệt khó khăn, của gia đình em Quang Quốc Việt. Sau khi bị trường sĩ quan, thông tin trả về vì bệnh lao phổi, Việt lại mò mẫm cùng cha mẹ, vào rừng lấy măng, mang thu nhập cho gia đình. Ngày 5 tháng 10, trao đổi với Tiền Phong, bà Lương Thị Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An, chia sẻ hoàn cảnh của gia đình. Em Quang Quốc Việt, đặc biệt khó khăn, việc trường sĩ quan thông tin trả về là một điều đáng tiếc. Gia đình em Quang Quốc Việt, sinh tháng 5 năm 2000, người dân tộc Thái, trú tại bản Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thuộc diện hộ nghèo 4 năm nay. Bố của Việt là ông Quang Văn Tuyên, mẹ là bà Quang Thị Mai, có 7 người con, trong một đợt sốt rét. 3 người anh của Việt đã chết. Việt là anh con út,
hai chị gái đã lập gia đình, cùng với người trong bản, anh trai học trường Đại học Y Thái Bình. Hiện đang thử việc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Phong. Bố mẹ Việt là nông dân, mọi thu nhập của gia đình đều dựa vào nương rẫy hoặc đi rừng lấy măng. Gia đình này hiền lành, tình cảm, không có mâu thuẫn với người xung quanh, luôn chấp hành đúng quy định của pháp luật. Nói chung, cả xã thông thụ, số hộ nghèo còn cao, dân trí thấp, 99% là dân tộc Thái, bà Hồng cho biết thêm. Sống trong môi trường, hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới, nhưng Quang Quốc Việt luôn phấn đấu vươn lên. Hết cấp 2. Việt đủ tiêu chuẩn, để vào trường phổ thông, dân lập nội trú, trung học phổ thông số 2, Nghệ An, trường này là một trong hai trường. Dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, có học lực tốt trên địa bàn tỉnh. Cô giáo Nguyễn Thị Tê, giáo viên chủ nhiệm trung học phổ thông của Việt, chia sẻ, suốt 3 năm học trung học phổ thông, Việt đều là học sinh giỏi, ngoan hiền, được bạn bè, thầy cô quý mến. Hoàn cảnh của Việt còn khó khăn hơn các học sinh khác. Sự nỗ lực, cố gắng của em luôn là tấm gương cho bạn bè noi theo. Trong những ngày qua, những bức ảnh về gia đình Việt được đăng tải trên mạng xã hội. Một ngôi nhà sàn trống trải, tuyên toàn, vật dụng trong gia đình hư hỏng, thô sơ, những tấm liếp từ che nứa, không đủ che chắn gió lạnh, mỗi mùa đông về. Trở về từ trường sĩ quan thông tin, được gia đình động viên, Việt lại chăm chỉ làm việc. Tấm hình cùng bố mẹ lên rừng lấy măng về bán, mang thu nhập cho gia đình, khiến bao người rơi nước mắt. Vượt lên bản thân, chăm ngoan học giỏi. Của Quang Quốc Việt là tấm gương của người dân tộc Thái, vùng biên giới Quế Phong, Nghệ An. Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin. Với số điểm 22,35, Quang Quốc Việt, đậu nguyện vọng 1, trường sĩ quan thông tin, đóng tại Khánh Hòa. Sau thời gian nhập học, nhà trường tổ chức đi khám sức khỏe, kết luận từ bệnh viện là Việt bị bệnh lao phổi. Trường sĩ quan thông tin, trả em về gia đình. Tuy nhiên, khi đi khám lại ở bệnh viện khác, Việt không hề bị bệnh lao phổi. Thời gian tiếp đó, đại diện trường sĩ quan thông tin lại thông báo, Việt không đủ tiêu chuẩn, do thiếu chiều cao quy định. Sự không đồng nhất trong kết quả kiểm tra sức khỏe của bệnh viện và quyết định của trường sĩ quan thông tin gây xôn xao dư luận. Lương thưởng thấp, hàng nghìn công nhân đình công. Công ty tăng sản lượng, tạo nhiều áp lực, nhưng lương không tăng, hàng nghìn công nhân ở Thanh Hóa đình công để phản đối. Từ sáng ngày 6 tháng 10, khoảng 8.000 công nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn giày Alezon Việt Nam, đóng tại khu công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa, thuộc tập đoàn Hong FU Việt Nam, nghỉ làm, tập trung ở khuôn viên công ty, để đòi quyền lợi. Theo phản ánh của công nhân, họ đình công vì gần đây, công ty thường xuyên tạo áp lực, tăng sản lượng cho công nhân, nhưng lương như cũ. Ngoài ra, các phụ cấp như tiền xăng xe, tiền ăn trưa, tiền thưởng cũng ở mức thấp. Để giải quyết tình hình, Liên đoàn Lao động thành phố Thanh Hóa và Công đoàn công ty ghi nhận ý kiến của công nhân. Trưa cùng ngày, nhiều nhóm công nhân đã trở về nhà. Vụ việc ở công ty trách nhiệm hữu hạn giày Alezon Việt Nam chưa lắng xuống, thì chiều cùng ngày, hàng nghìn công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn giày Joser Bắc 2, Việt Nam, khu công nghiệp Hoàng Long, nghỉ việc tập thể. Họ tập trung tại khu vực trong và ngoài công ty, để yêu cầu lãnh đạo công ty giải quyết quyền lợi tương tự như công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn giày Alezon Việt Nam phản ánh. Bà Hoàng Thị Yến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, thành phố Thanh Hóa, cho biết, cơ quan này đã phối hợp với công đoàn công ty ghi nhận ý kiến của công nhân để giải quyết. Theo đó, công nhân đề xuất 23 ý kiến khác nhau, như tăng lương, tăng tiền ăn trưa, tiền xăng xe, giảm áp lực giao sản lượng. Theo bà Yến, trước mắt, cả hai công ty đã đồng ý tăng tiền ăn trưa từ 15.000 đồng một người một ngày lên 17.000 đồng một người một ngày trong tháng 10, tăng tiền thưởng ngày lễ từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng mỗi người từ tháng 1 năm 2019. Những vấn đề còn lại tiếp tục được xem xét, giải quyết. Bà Yên nói, hàng trăm công nhân ngừng việc tại khu công nghiệp Hoàng Long. Hầu hết các công nhân cho rằng, lương không tăng, thưởng không nhiều, trong khi lại tăng sản phẩm, gây nên áp lực công việc. Không đồng tình về việc trên, hàng trăm công nhân, khu công nghiệp Hoàng Long, Thanh Hóa, đã tiến hành ngừng việc tập thể. Theo đó, vào trưa ngày 6 tháng 10, hàng trăm công nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn giày Sport 2 Việt Nam, tại khu công nghiệp Hoàng Long, địa chỉ phường Tảo Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã tiến hành ngừng việc tập thể để đòi quyền lợi. Ghi nhận tại công ty, rất đông công nhân không làm việc, tụ tập trước cổng công ty. Nhiều công nhân cho biết, sở dĩ họ ngừng việc tập thể là do phía công ty tăng sản phẩm, trong khi đó, lương thấp,
thưởng không đáng là bao. Vừa qua, công ty có thông báo, tăng trợ cấp tiền ăn, lên được 2.000 đồng, từ 15.000 đồng, lên 17.000 đồng. Tăng tiền thưởng ngày lễ được 20.000 đồng, từ 30.000 đến 50.000. Bắt đầu có hiệu lực, từ tháng 1 năm 2019. Như vậy, chỉ tăng được chút tiền hỗ trợ, trong khi đó lại tăng sản phẩm lên nhiều, rất áp lực, một công nhân công ty này cho hay. Ông Mai Đại Dương, trưởng công an phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa cho biết, sau khi hàng trăm công nhân, tại khu công nghiệp Hoàng Long, ngừng việc tập thể, đơn vị đã cử lực lượng tới, để ổn định tình hình, tránh những trường hợp quá khích có thể xảy ra. Chiều cùng ngày, ông Ngô Tôn Tẫn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc hàng trăm công nhân, khu công nghiệp Hoàng Long, ngừng việc tập thể, xảy ra từ chiều ngày 5 và ngày 6 tháng 10. Sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã cử cán bộ xuống tận nơi để phối hợp, chỉ đạo công đoàn, khu kinh tế Nghi Sơn, giải quyết vụ việc, ông Tấn nói. Ông Tấn cho biết thêm, sau khi tổng hợp tất cả những kiến nghị công nhân lao động, đơn vị đã làm việc và thông tin đến phía công ty. Về cơ bản, công ty đã phần nào đáp ứng những nguyện vọng của công nhân. Dự kiến, thứ hai tuần tới, các công nhân sẽ trở lại làm việc bình thường, ông Tấn thông tin.